Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ một số câu hỏi về di trú Hoa Kỳ tổng hợp. Trước khi đi vào video tìm hiểu, nếu mọi người cảm thấy video của mình hay, xin mọi người ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách like, share, comment và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Câu hỏi: hồ sơ K1, hôn phu hôn thê đã tới bước phỏng vấn nhưng vì một số lý do mâu thuẫn mà không tiếp tục cách đây một năm, hỏi bây giờ có phục hồi được hay không? Câu trả lời không phục hồi được. Khác với những hồ sơ khác, K1 chỉ có hạn 4 tháng kể từ ngày được chấp thuận. Nếu bạn không hoàn thành các bước để được phỏng vấn trong vòng 4 tháng đó, sau đó K1 sẽ tự động hết hạn và không phục hồi được. Câu hỏi: em có hồ sơ bảo lãnh đang được sở di trú xét duyệt. Cách nào để em kiểm tra hồ sơ của mình? Cách kiểm tra hồ sơ tại sở di trú: khi có bất cứ thay đổi nào về người bảo lãnh, người được bảo lãnh hoặc người đi theo người được bảo lãnh chính, hỏi thăm tin tức hồ sơ hoặc muốn khiếu nại thì người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh phải viết thư báo cho sở di trú USIS. Nếu hồ sơ quá lâu chưa được chấp thuận, chưa được mở, chưa có giấy mời phỏng vấn thì người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh phải viết thư hoặc gọi phone đến USIS nơi đăng ký, nơi đang thụ lý hồ sơ của mình. Gọi phone for USIS, số điện thoại là 1800 375 5283. Kiểm tra hồ sơ tại USIS bằng receipt number. Dưới đây mình có đính kèm đường link, cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu mọi người có thể truy cập vào đây để tham khảo. Đăng ký một account để nhận thư tự động từ USIS khi có tin tức mới về hồ sơ. Mình cũng có đính kèm đường link, cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu mọi người có thể truy cập để tham khảo. Điền form điện tử hỏi về hồ sơ nếu quá lâu I-130 chưa được chấp thuận. Dưới đây có đường link đính kèm mọi người có thể truy cập để tham khảo. Không nhận được thư báo từ USIS gửi cho bạn, mình cũng có đính kèm đường link dưới đây mọi người có thể truy cập. Không nhận được thẻ xanh hoặc các loại thẻ khác, dưới đây mình cũng có đính kèm đường link mọi người có thể truy cập. Lấy hẹn tại sở di trú để gặp trực tiếp nhân viên sở di trú, hiện tại đang bị hạn chế. Mình có thể liên lạc được với sở di trú qua cái đường link dưới đây. Nếu cô chú anh chị nào và các bạn nào có nhu cầu thì mọi người có thể vào đây để tham khảo. Như vậy là mình đã tóm tắt sơ lược những cách để kiểm tra hồ sơ tại sở di trú. Nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu thì mọi người có thể truy cập vào những cái website mà mình đưa ra thì mình có thể kiểm tra được hồ sơ của mình. Chúc cô chú anh chị và các bạn may mắn.